Ngay sau đây sẽ là sự góp mặt của một thí sinh. Và có thể nói rằng anh là một thí sinh mà có một lượng fan hết sức đông đảo trong Vista năm 2012 vừa qua. Và bên cạnh đó anh cũng chính là thí sinh đã đoạt giải trình diễn ấn tượng của Vista năm 2012. Và ngay sau đây anh sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Có Nhớ Đêm Nào của nhạc sĩ Khánh Băng. Xin tất cả quý vị hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt tới Trung Dũng. Những màn trình diễn đặc sắc của các thí sinh quý vị yêu thích nhất trong chương trình Vista năm 2012-2013, cùng với những tiếng hát mà quý vị yêu thích của trung tâm Thúy Nga. Và quý vị cũng đã vừa thưởng thức 15 giọng ca của 15 thí sinh của chúng ta đêm nay, thưa quý vị. Và ngay bây giờ sẽ là phần hồi hộp nhất và đặc biệt nhất của chương trình đêm nay. Đó là phần công bố kết quả. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi công bố kết quả, mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn chào đón trở lại 15 thí sinh. Xin kính mời 15 thí sinh của chúng ta hãy bước ra sân khấu cho phần công bố kết quả. Xin cảm ơn quý vị. Và trước khi chúng tôi công bố kết quả, một lần nữa mời quý vị chào đón một huyền thoại của điện ảnh Việt Nam, nữ tài tử Kiều Chinh. Xin kính chào quý vị.